Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ việc người thân trong gia đình sát hại lẫn nhau gây rúng động dư luận. Mới đây phải kể đến vụ việc con rể truy sát cả gia đình nhà vợ khiến ba người thương vong xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên khi được nghe về nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án kinh hoàng chỉ vì mâu thuẫn sau khi chia tài sản ly hôn và do người vợ không ký giấy chia nợ Đối tượng này sẵn sàng xuống tay đoạt mạng người thân, không chút do dự, lại càng dấy lên làn sóng phẫn nộ dữ dội trong lòng dư luận. Mới đây, lãnh đạo xã Đồng Thành tại xã Đồng Thành huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, nghi phạm HVL sinh năm 1978 là thành phần bất hảo tại địa phương. Lờ từng bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm xe máy liên tỉnh. Hai năm trước, Lờ mãn hạn tù trở về địa phương, chính quyền cũng như người thân động viên tạo điều kiện để anh ta làm ăn, sớm hòa nhập với cộng đồng. Vợ chồng L có hai người con đã trưởng thành, đang lao động ở nước ngoài. Chị TTT sinh năm 1979, vợ của L buôn bán ở chợ. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, mấy năm trước đã xây nhà mới. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù, L không lo làm ăn, thường tụ tập ăn nhậu, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ đó. Chị T ly thân với L, bỏ về nhà bố mẹ để sống. Vị lãnh đạo xã Đồng Thành thông tin, vừa rồi họ đưa đơn ra tòa ly hôn, nhưng tòa chưa giải quyết xong, lý do chưa thỏa thuận được việc chia tài sản. Nghe thông tin Lờ cũng có nợ nần. Khi ly hôn, L yêu cầu chia tài sản và chia cả số nợ, nhưng người vợ không đồng ý, gây nên mâu thuẫn. Trước khi án mạng xảy ra một thời gian, giữa Lờ và người em trai của vợ cũng có xảy ra xích mích. Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 1, Lờ tìm đến nhà bố vợ để gặp vợ nói chuyện. Thời điểm này trong nhà chị T, có chị T, bố mẹ chị T và người em dâu. Cho rằng người em dâu của vợ không liên quan đến việc gia đình nên Lờ đã đuổi người này ra ngoài. Vị lãnh đạo nói thêm, trong lúc nói chuyện, Lờ đưa giấy nợ nần yêu cầu vợ ký nhưng chị T không đồng ý. Nghi phạm đe dọa sát hại cả nhà. Tiếp đến, Lờ dùng dao tấn công ông TVL, sinh năm 1950, bố chị T khiến ông L cục tại chỗ. Bà NTP, sinh năm 1951, mẹ ruột chị T la vào can ngăn, liền bị Lờ dùng dao tấn công trực diện khiến bà tử vong tại chỗ. Chị T hoảng sợ vùng chạy, liền bị chồng đuổi theo dùng dao tấn công. Chị T cố chạy ra đến cổng thì bị Lờ túm lại tấn công tử vong cũng theo lời vị lãnh đạo xã Đồng Thành, sau khi truy sát vợ và bố mẹ vợ, Lờ tuyên bố với người em dâu là vì không liên quan nên nghi phạm không sát hại. Sau đó, Lờ lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Gần một tiếng đồng hồ sau, nghi phạm điện thoại cho một người bạn thông báo anh ta sẽ kết liễu cuộc đời, lên rừng thông đưa đối tượng về. Ngay lập tức, cơ quan chức năng huy động các lực lượng công an, dân quân, bạn bè ra soát xung quanh để tìm kiếm nghi phạm nhưng không thấy đâu đến gần hơn 12 giờ ngày 25 tháng 1, lực lượng chức năng phát hiện lờ đã tử vong trong rừng thông trên địa bàn xã Xuân Thành, cách nhà nghi phạm khoảng 6 đến 7 km. Sau khi xảy ra vụ thảm án, con rể truy sát cả gia đình vợ rồi quyên sinh. Nhiều người không khỏi thắc mắc, nghi phạm đã tử vong thì sẽ bị xử lý như thế nào? Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng rất thương tâm, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để giải quyết theo quy định của pháp luật. Với diễn biến vụ việc, rõ ràng có dấu hiệu tội phạm của tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Hành vi của đối tượng là có tính chất côn đồ, được đoạt trái pháp luật tính mạng của nhiều nạn nhân. Tuy nhiên điều đáng chú ý là sau khi gây án, đối tượng này đã quyên sinh nên có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Nếu kết quả điều tra cho thấy chỉ có một bị can duy nhất đã tử vong thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án. Luật sư Cường cho hay, điều đáng chú ý là đối tượng này mới đi tù về, mới được cải tạo giáo dục một thời gian. Tuy nhiên sau khi trở về thì đối tượng này không sống lương thiện, tử tế tôn trọng pháp luật mà lại lập tức sát hại đến hai mạng người và gây thương tích nghiêm trọng cho một người khác, đều là những người ruột thịt thân thích trong gia đình. Hành vi của đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, điên loạn, mất nhân tính và không kiểm soát được. Một tình tiết đáng chú ý là sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng này đã quyên sinh. Tình tiết này có thể thể hiện sự bế tắc cùng quẫn của đối tượng khi đã thực hiện hành vi mất kiểm soát về lý trí. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Vụ việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khi coi nhẹ mạng sống của người khác. Côn đồ, ích kỷ, coi thường pháp luật. Chỉ vì một cơn nóng giận mất kiểm soát mà có thể xóa sổ cả một gia đình và mang điều tiếng trong xã hội. Vụ việc cũng cho thấy những mâu thuẫn gia đình cần được kiểm soát bằng những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm hiểu biết. Nếu những mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết, hoặc có những va chạm xung đột thách thức dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc khi án mạng có thể xảy ra. Trong trường hợp mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết được thì cần đưa đến cơ quan tòa án để được xem xét giải quyết về tình cảm, về tài sản hoặc các vấn đề khác liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình. Sự việc tình cảm mâu thuẫn vợ chồng cũng cần được gia đình người thân khuyên can hòa giải, nếu không hòa giải được thì cũng có thể đưa ra chính quyền để hóa giải theo luật hòa giải cơ sở. Chỉ khi nào ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng sức khỏe của người khác, trở thành suy nghĩ, thói quen, trở thành văn hóa trong cộng đồng thì mới giảm thiểu được những vụ án mạng đau lòng thương tâm như vậy. Trước đó vào khoảng đầu tháng 12 năm 2023, một vụ thảm án tương tự đã xảy ra trên địa bàn xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chỉ vì những mâu thuẫn cho cuộc sống gia đình không thể giải quyết, một đối tượng đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình nhà vợ hờ, mặc cho người vợ đang mang thai gần tới ngày sinh nở. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12 năm 2023, con gái của ông S là PTV, sinh năm 1987, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau, về nhà cha mẹ ruột ở ấp láng cùng, thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị về báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Sau khi phá cửa, chính quyền địa phương và hàng xóm vào nhà kiểm tra, phát hiện ông PVS tử vong trong phòng ngủ. Chị BLK tử vong ở phòng ngủ của mình bà TTG tử vong dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 mét. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các hoạt động điều tra. Đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 12, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tại ấp Cây Trâm, xã Bình Tình, thành phố Cà Mau. Sau khi bị bắt, Bùi Vũ Khoa, nghi phạm sát hại ba người trong gia đình ông PVS, ngụ ấp láng cùng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã có những lời khai ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ thảm án. Tại cơ quan công an tỉnh Cà Mau, Khoa khai giữa mình và vợ là chị PLK, sinh năm 1986, đang mang thai bé cái gần tới ngày sinh nở, chứ không phải mang song thai. Quá trình lệch về tuổi tác, Khoa sinh năm 2000, chị ca sinh năm 1986, nên hai người vấp phải phản đối từ phía gia đình bên chị ca. Cộng với việc Khoa và vợ đều không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chỉ nhờ vào cha mẹ vợ nên anh ta cảm thấy mình không được tôn trọng. Từ đó, Khoa đã có ý định sát hại cả nhà vợ. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 11, Khoa bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn ác của mình, sát hại chị ca đến tử vong khi hai người ở cùng trong phòng riêng. Biết vợ đã tử vong, Khoa lấy chăn đắp nạn nhân rồi ra ngoài nằm võng nghĩ cách sát hại cha mẹ vợ. Diễn biến tiếp theo khiến Khoa không thể ra tay được với vợ chồng ông S là vì vợ chồng người con trai của ông S về nhà cha ruột chơi và tổ chức nấu ăn đến 14 giờ mới ra về. Lúc này nhìn thấy chị ca nằm trong phòng nên ai cũng nghĩ người này đang ngủ. Khi vợ chồng người con trai của ông S về nhà, lúc này Khoa tiếp tục thực hiện ý định sát hại cha mẹ vợ. Khi thấy mẹ vợ là bà TTG, sinh năm 1956, đang dọn dẹp đồ đạc ở phía sau nhà, Khoa đã thực hiện hành vi mất nhân tính với mẹ vợ cho đến tử vong, rồi kéo mẹ vợ đặt ở mé vuông tôm cách nhà khoảng 50 mét. Sau khi sát hại bà G, khoảng 1 giờ sau, Khoa thấy cha vợ là ông S đang ở trong phòng, nên đã lấy một cây búa tấn công khiến ông gục trên nền gạch. Tưởng rằng ông S đã tử vong, Khoa ném cây búa xuống ao cạnh nhà, rồi lấy 55 triệu đồng của vợ chồng ông S với ý định làm lộ phí khi bỏ trốn, Tuy nhiên, gã sau đó phát hiện ông S chưa tử vong nên tiếp tục tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Thưa quý vị, qua những vụ việc nói trên, có thể thấy hành vi của các đối tượng là vô cùng man dợ, mất nhân tính, coi nhẹ mạng sống của người khác. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có biện pháp trừng trị nặng tay đối với những đối tượng vi phạm, một phần làm bài học răn đe cho những người khác, phần còn lại để xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại